nay sẽ thực hiện giải mặt Palm 2 Ladder và giải đấu một vài chương trình để điều khiển được Palm 2 Ladder.
Nhưng mà là mặt của em nó hoàn thành để giờ em sẽ viết chương trình. Thì sẽ khởi tạo
cho đi bằng không, tức là lúc đầu kết lấy được bây giờ em sẽ thực hiện là điều khiển 8 nét sáng dần tắt dần từ trái sang phải. Bây giờ em viết chương trình câu. Để thực hiện sáng tắt dần thì chúng ta sẽ thực hiện hai dòng lệnh for, một dòng lệnh for cho sáng, một dòng lệnh for cho tắt. Vì đây là 8 led nên dòng for chỉ chạy tới 8 là y nhỏ hơn 8. Và cái biểu đối của y sẽ là bằng dịch từ trái sang phải, tức là dịch từ bit thấp tới bit cao thì nó sẽ dịch là y dịch sang trái 1 bit, và đây là sáng dần thì chúng ta phải cộng với 1, sau đó chúng ta sẽ xuất 3. Vì đây là 4 bài nên bộ những cái 8 led kia nó sẽ là không có sáng, thì tất cả ở đây nó sẽ là bằng không, và chỉ có 8 led sáng thì đây sẽ là bằng y. Thời gian thì đây tới các led tắt dần thì cũng như vậy, nhưng ở đây không có cộng 1, chỉ có dịch thôi. Vậy nó sẽ cầm like. Không có lỗi. Ở đây chúng ta phải để ra một cái tủ đặt âm. Chỉnh là 20 MHz. Và còn IC cũng đẹp. Chúng ta sẽ để chương trình vào. Và tiếp theo sẽ là chương trình thứ hai của nó. Đó là điều khiển 32 led chia làm hai nhóm 16 led. Chia làm 26 led sáng tắt dần luôn. Từ trái sang phải 16 led hai nhóm.
Để điều khiển bài này thì chúng ta cũng sử dụng lệnh for y bằng 0 này y nhỏ 16, thì ở đây chỉ 16 led nhưng mà hai nhóm. Sẽ y bằng dịch từ trái sang phải thì cũng là dịch từ bit thấp tới bit cao, thì chúng ta sẽ dịch sang dịch từ trái sang phải. Ủa, dịch từ trái sang phải chúng ta sẽ dịch từ bit cao tới bit thấp, vậy chúng ta sẽ dịch sang phải một bit, đó chúng ta sẽ cộng 0x8 00. Ở đây số 8 vì ở tận cùng của 16 bit sẽ là bit lớn nhất nên đây sẽ là số 8. Như vậy là đã xong phần sáng dần, chúng ta làm phần tách dần. Phần tách dần thì chúng ta chỉ cần dịch thôi. Như vậy là đã xong. Cảm ơn thầy đã theo dõi.